đặc sản của nước Pháp, có trứng sữa, bột mì, bơ, hạt trứng, sô-cô-la, chuối và hạt nhân và sô-cô-la. Sau đó sẽ đậu trứng vô. Đậu đi ra. Chào, giờ mới lại. Giờ đưa cái ra cho cặp cầm máy. Giờ xít. Yeah. Máy cho nó liều. Được rồi. Đậu cái lát nữa, nửa hôm rồi lát. Đúng rồi, này, sao nó làm được vậy? Tiếp tục nhé. Phép bơ cũng sẽ nấu ra vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng khăn giấy. Có nóng không vậy bạn? Hơi nóng. Mình sẽ đổ bột vô. Đổ nha. Thank you.